Đeo răng mùi 3 ngày, sắm cho mình các nick VIP. Lên ngay shopgenz.vn, lựa chọn các random, nạp quân huy và rất nhiều ạc VIP tuyệt vời cho anh em nhé. Xin chào tất cả anh em, meta mới với dịp nghỉ Tết. Anh em có rất nhiều thời gian để đeo răng. Một số câu hỏi mà em nhận được rất là nhiều bình luận của anh em dưới video đó chính là: phiên bản pháp sư chứa dậy thì con gì mạnh và nên ưu tiên chơi nhất? Theo em thấy được rằng các vị tướng pháp sư hiện tại rất đa dạng, đồng thời có thêm 2 trang bị phép mới, đưa đến lối endo và lối chơi của một số vị tướng thay đổi. Anh em hoàn toàn có thể đa dạng lựa chọn khi đi đường của mình. Quan trọng các lựa chọn đó phải hợp đội hình. Nhưng em không thể trả lời chung chung như vậy được. Vậy nên sau đây là 5 vị tướng tiêu biểu em muốn gợi ý và khuyên anh em nên chơi luyện tập để đeo răng tại mùa ban này thật nhanh để có thể hái nhiều sao, hoặc là bạn nào trên cao thủ có thể mau chóng lên nhá. Thứ nhất, Tulen. Khi nhắc tới vị tướng pháp sư mạnh ở dạng đầu game thì như anh em nhắc tới Tulen, sau khi được thay đổi cơ chế chiêu cuối có khả năng hồi liên tục dù là hỗ trợ, do đó Tulen rất mạnh trong đặc biệt các trận đấu đi đánh đơn muốn xanh để có thể tự gánh team. Đặc biệt các trang bị như là xuyên tâm lệnh bằng nhấn Skadi rất hợp với các vị tướng lao vào, đặc biệt là Tulen khi mà vừa hồi chiêu và có lượng máu cứng cáp. Nhưng anh em chú ý cho S đó chính là nội tại diệt thần của xuyên tâm lệnh bị mất nếu anh em lên Sectrion. Các ván anh em có kẻ địch có quá nhiều vị tướng hồi phục thì chúng ta phải hợp lý lối trang bị nhá. Nên khi anh em muốn lên sách thì chúng ta không lên thêm xuyên tâm lệnh, còn băng nhấn Skadi chỉ là trụ nội tại nên không được cộng dồn thôi, anh em vẫn có thể lên lối đánh chủ động kèm lượng sát thương cực mạnh đến từ bộ thức và nội tại lôi điện, giúp cho nếu bạn xanh sớm thì rất là khó ai có thể cản nổi. Anh em lên cho Tulen băng nhấn Skadi, anh em có thể có chiêu hay và băng nhấn Skadi 2 giây hồi có thể có khả năng khống chế làm chậm liên tục và cực chất. Điểm mạnh của Tulen đó chính là giao tranh nhỏ lẻ sớm hoặc là ép rừng ép đường địch. Điểm yếu của hướng mà Tulen có chính là cuối game không thực sự quá bá đạo giống các vị tướng khác vì khó băng xả hơn. Nhưng nếu anh em tập trung các lưu ý của S thì cuối game vẫn là con bài cực mạnh bởi lượng sát thương Tulen không phải là dạng vừa đâu. Lưu ý khi anh em muốn chơi Tulen, ta sử dụng phù hiệu thần quang hoặc là thánh tuấn, nâng 2, sau đó mắc 1, cài máu thấp nhất, bổ trợ thông biến. Đầu game anh em ưu tiên đẩy đường nhanh để có thể đào ganh và hỗ trợ đồng đội. Tổ chức liên tục các pha giao tranh nhỏ lẻ tạo ưu thế. Tulen có cấp 2, đây là con bài ganh siêu nguy hiểm và giao tranh nhỏ lẻ rồi. Anh em nhớ tận dụng sức mạnh ghê gớm từ vị tướng này nhá. Sử dụng chiêu 1 để check vị trí bụi, mất tầm nhìn và cấu đỉa tướng địch. Khi đến giai đoạn giữa một lết game, anh em học cách tích nội tại. Nội tại của Tulen tồn tại lâu nên nếu biết tận dụng, bạn có thể gây ra được lượng sát thương cực lớn. Khi xảy ra giao tranh, Tulen chúng ta phải chuẩn bị trước nội tại, không nên lao bừa lên nội tại để mà lấy. Dễ gặp trường hợp đó chính là khống chế hoặc là bị sâu vào thương lên bảng. Tulen hồi chiêu nhanh có thể cấu đỉa tốt, đóng vai trò chim mồi bởi khả năng tốc biến từ chiêu 2 rất nhiều nhé. Sử dụng chiêu cuối hợp lý để có thể hồi liên tục trong giao tranh, tạo ra pha lật kèo ngoạn mục, sử dụng đúng mục tiêu và thấp máu. Hoặc các bạn có thể sử dụng để mà cấu đỉa thôi là được rồi, không nên tiết kiệm sức. Chúng ta là vị tướng pháp sư mà, phải cấu đỉa thật nhiều nhé. Tiết kiệm là rất là phí phạm sức mạnh của Tulen. Thứ hai, Rapp. Đây là vị tướng gây được nhiều hiệu ứng và đột biến cho trận đấu, có cho mình khả năng khống chế nhiều khi tất cả thức đều có thể khống chế địch theo cách nhà đầy lui, hất tung, làm chậm đều có. Chỉ cần Rapp áp sát bạn, bạn có thể có nguy cơ lên bảng lập tức chỉ sau 2 giây. Không chỉ mạnh tuyệt đối khi áp sát, Rapp còn cực kỳ khó chịu và cù nhây ở cú đấm chân không từ khoảng cách xa. Đây là chiêu thức tầm xa nhất của Rapp, nhưng cái độ hiệu quả thì không phải bàn. Lượng sát thương phép lớn này giảm 90% tốc chạy, quá ghê đúng nào. Nhiều anh em đang phân vân rằng cái meta thiên được vị tướng phép sử dụng năng lượng thì Rapp có để thói hay không. Nhưng S chắc chắn với anh em rằng Rapp đang là vị tướng pháp sư gánh team mạnh và được sử dụng rất nhiều ở rank cao. Khi mà xạ thủ máu giấy được trọng dụng thì Rapp chính là con bài được hưởng lợi nhất từ chất tướng sát thủ của mình. Bạn hoàn toàn có thể lên trang bị mới như là xuyên tâm lệnh để có thể tối đa khả năng soi thương nhé. Lưu ý khi anh em muốn chơi vị tướng này, ta dùng phù hiệu thần quang hoặc là chuyển sinh, nâng mắc 2 và cài máu thấp nhất, cầm bổ trợ tốc biến. Luôn nhớ rằng Rapp là vị tướng sử dụng nội năng nên cần lưu ý lượng nội năng của bạn nên trên 70% khi giao tranh xảy ra. Vì nếu bạn ít nội năng quá, chỉ cần ăn khống chế kẻ địch kiểu như là gặp đứa bố, nó quần vợt cho mấy cái, các bạn bị đánh tụt nội năng thì rất là khó để có thể sử dụng combo. Chiêu thức cú đấm tấn công có khả năng giảm giáp phép đối phương nên anh em cần phải sử dụng trước này đầu tiên để có thể tối đa hóa lượng sát thương tốc tiếp theo. Với xuyên tâm lệnh, em tin chắc rằng các cú đá của Rapp cực kỳ chất lượng và khó chịu. Không chỉ cấu rỉa an toàn từ xa mà đây là chiêu thức trách bụi cỏ rất tốt. Anh em khi tận dụng nội tại của Rapp cần phải sử dụng để có thể né tránh các kỹ năng định hướng của đối phương, hoặc là đẩy lùi hay là tiếp cận mục tiêu nhanh hơn. Do là một vị tướng sát thủ theo hướng công phép, anh em cần phải ưu tiên núp bụi, bắt lẻ, chơi kiểu rình đập, tấn công chủ lực kẻ địch nhé. Thứ ba, Lidiana.
Có lẽ khi nhắc đến cô nàng hồ ly này, anh em phải dùng mình với sức mạnh khủng khiếp mà Liliana gây ra ở các trận đấu, đặc biệt là late game. Lily là quan tướng khắc chế mạnh vào kịch tướng sát thủ hot bây giờ kiểu nhà Joker hay là Pyo. Chiêu cuối biến ảnh hoán hình giúp Lily vô cùng linh hoạt cho tranh khi chuyển đổi liên tục ở hai trạng thái người và hồ ly. Ở trạng thái người, các chiêu thức của Liliana gây ra sự thương cực kỳ khủng khiếp với khả năng khống chế khó chịu. Về late game, chỉ cần một hồ quang lực thôi đủ khiến tức địch chạy nhanh về nhà hồi máu rồi. Trạng thái hồ ly, Lily trở nên cơ động, đặc biệt đòi ánh tay và hệ thức của nàng không khác gì bị tướng sát thủ thực sự cả. Ở phiên bản mới, khi meta thay đổi tăng sức mạnh trang bị thì Lily được hưởng lợi rất nhiều. Lối trang bị thay đổi, bạn có thể bỏ ngọn đại pháp sư giúp sức mạnh của Lily tăng tiến nhanh hơn, đủ đồ gánh team sớm hơn trước. Lưu ý khi anh em muốn chơi vị tướng này, ta sử dụng vị thần quang nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất bổ trợ tốc biến. Liliana giống Tulen là mẫu tướng pháp sư sát thủ mạnh và cơ động, bộ ý thức cùng lối chơi đa dạng, chỉ khác một chút đó chính là một con mạnh sớm và một con cần trang bị và lết khủng thôi. Anh em chỉ cần nhớ rằng ở dạng người, Liliana là khống chế cấu điểm từ xa, sau khi khống chế xong hóa dạng hồ ly dồn sát thương. Cũng như các vị tướng sát thủ pháp sư khác, lượng máu của Lily khá dấy, đừng đứng trọi tranh quá lâu nhé. Tận dụng bụi cỏ để dồn sát thương tạo đột biến, các chiêu lướt của Lily có thể vượt địa hình, anh em có thể linh hoạt đảo ganh, giảm bớt áp lực cho đường đi của đồng đội. Đầu game chớ hổ báo quá, farm đi, chất tưởng bạn là late game cơ mà. Cứ đi ganh cùng team, farm đầy đủ lượng vàng nhá. Bạn đi ganh mà mải mê không ganh, không farm thì top với đường rừng nó sẽ farm hộ rất nhanh. Bạn nên biết phải cẩn thận di chuyển hợp lý, tránh hai thằng chiếc lầm đó farm hộ mà không có mặt bạn nhá. Bạn sẽ bị thọt vàng rất nhiều. Có vàng mới ganh được đội. Và một mạng thiết định ở giữa cái game chỉ tương đương hơn hoặc là ít hơn một tân lính thôi. Vậy nên các bạn phải lựa chọn chúng ta ganh và farm sao cho cân đối nhất. Thứ tư, Frap. Đây là vị tướng duy nhất trong dàn pháp sư có thể tiếp cận được xạ thủ nhanh chóng và sốc chết sau đó rút lui về an toàn. Thậm chí sát thương của Frap còn càn quét luôn cả đội hình đối thủ nếu sử dụng hợp lý chiêu thức này và tùy tình huống. Khi giao tranh, Frap luôn chủ động để bắt lấy xạ thủ đối phương và đam chủ lực tướng địch. Đó là nhiệm vụ của team dành cho Frap, và khi bạn pick được Frap, điều bạn nhập tới đương nhiên là bắt chủ lực rồi. Đây là vị tướng hoàn hảo về mặt áp sát và cấu đỉa đối phương. Mấu chốt của Frap là khả năng ra và giao tranh. Sử dụng chiêu cuối hợp lý, chiêu cuối không chỉ để bắt giao tranh hoặc là gom địch mà chiêu thức khép giao tranh để ép trụ hoặc là thủ trụ rất hiệu quả, nên Frap là con bài đáng chơi ở phiên bản hiện tại. Lưu ý khi bạn muốn chơi vị tướng này, ta sử dụng phù hiệu thuấn hoặc là thần quang nâng mắc chiêu 1 và cài máu nhất bổ trợ tốc biến hoặc là tốc hành nhé, nên luôn di chuyển để tích nội tại trong bụi thì anh em xoay 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 là được nhá. Nội tại không chỉ là lượng sát thương mà còn là giáp và chút đông chế giúp bạn tung chiêu 2 hoặc là chiêu cuối hiệu quả nhất. Nên nhớ rằng khi lướt chiêu 1 trên đường, các bạn có thể bị dừng lại khi sử dụng các chiêu thức khác hoặc là ăn ngay khống chế. Vậy nên các bạn phải cố gắng hạn chế tấn công trực diện, nên tấn công bất ngờ kéo bụi cỏ khiến tướng địch khó lòng đề phòng và rút lui nhanh chóng. Combo cấu rỉa chiêu 1 phi lên, bấm nội tại và sau đó tung chiêu 2 rút về rất hiệu quả ở đi đường và đi ganh nhé. Chiêu cuối nên được sử dụng hạn chế thôi, bởi nếu gặp vị tướng cơ động thì rất là khó để phát huy. Chiêu cuối có thể phát huy tốt nhất khi kết hợp với tốc biến hoặc là tạo được biến cao nhá. Đương nhiên anh em có thể sử dụng cả tốc hành rồi. The Flat là con bài cần trang bị mới có thể phát huy tối đa sức mạnh, một đấm trên luôn chủ lực. Thứ năm, Chrissy. Chrissy đang comeback mạnh ở phiên bản này, mặc dù Chrissy có phần bị động và khá lép vế ở giai đoạn đầu game. Ngoài ra quá nhiều kèo thơm nên Chrissy được ít anh em sử dụng hơn. Chrissy được đánh giá là tướng cấu điểm mạnh và khi có trang bị sớm hoặc là lết thì có khả năng soi thương tướng máu giấy cực khủng, để con bài cần trang bị nên anh em phải cố farm từ sớm. Nếu không farm được thì khá là phế đó nhá. Cuối game Chrissy trở thành kẻ hủy diệt thực sự, một đòn đi và về của bướm có thể dọn sạch lính theo đường thẳng. Đấu sĩ là xạ thủ đối phương, chỉ cần dính một chiêu thức đều phải bỏ chạy thôi. Bộ combo Chrissy có lượng sát thương rất ảo, sát thương chiêu bướm đêm mạnh bao nhiêu thì chiêu cuối mạnh không kém. Do đó nên lên trang bị có xuyên giáp phép hoặc là trang bị tăng công phép mạnh để có thể gia tăng sức mạnh của vị tướng Chrissy này. Các điểm mạnh trên chứng tỏ rằng Chrissy rất mạnh ở meta mà đánh nhau ở đường mid hiện tại. Cộng thêm việc phiên bản này, năng lượng của Chrissy hồi phục liên tục giúp Chrissy hầu như phải về nhà gì cả, cứ cấu điểm liên tục thôi. Lưu ý khi anh em muốn chơi vị tướng Chrissy này, ta sử dụng phù hiệu ma tính và thần quang, nâng mắc chiêu 1 và phép bổ trợ tốc hành hoặc tốc biến nhé. Đầu game farm nhanh và chỉ ganh cùng team thôi, giao tranh nhớ cấu điểm trước và sau đó sốc với chiêu cuối. Sử dụng chiêu 2 hợp lý, khống chế giúp team và bảo kê chủ lực đội nhà. Trên đây 5 con bài pháp sư tiêu biểu tại mùa 3 này, S gợi ý cho anh em chơi và sử dụng để đeo đanh.
Pháp sư hiện tại rất đa dạng nên anh em có thể có nhiều sự lựa chọn hơn trước. Nhưng khi pick bất kỳ vị tướng gì thì nhớ nhìn đội hình đội nhà và tiền địch nhé. Điều đó giúp cho anh em chơi một thế trận tốt hơn. Và tốt nhất là pick được con tướng kèo trên là tuyệt hảo, giúp anh em luôn trên cờ tướng địch. Nếu thấy video này hay và có ích, nhớ like và share nhé các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh, chưa ép xin đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí mà. Xin chào và gặp lại anh em ở trong clip lần sau. Để xem cào ra gì nào. Mảnh ghép đùi chuột vàng. Wow. Thẻ Garena 20k. Git code game. Quá đỉnh luôn anh em ơi. Tải app OTA ngay để test săn thật nhiều thẻ điện thoại, thẻ game lên tới 50k. Git code lên đến 500k cùng cơ hội trúng chuột vàng trị giá 20 triệu đồng. Trời đất. Cào vui trúng vàng cùng ứng dụng app OTA nha anh em ơi. Đây là một cái app rất là tuyệt vời, các bạn hãy tải về và nạp thẻ game tuyệt đỉnh cho anh em chơi Liên Quân. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho hết một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.